Cô chào các em. Trong vật lý lớp 6, các em đã tìm hiểu về hai lực cân bằng. Dưới tác dụng của hai lực cân bằng, vật đang đứng yên sẽ ở trạng thái gì? Quan sát hình ảnh hai đội kéo co, các em thấy nếu sức kéo của hai đội ngang bằng nhau thì sợi dây thừng sẽ đứng yên. Ta gọi vector lực F1 là lực kéo của đội A, vector lực F2 là lực kéo của đội B. Hai lực F1 và F2 có các yếu tố gì giống và khác nhau? Chúng ta đi phân tích. Lực F1 và lực F2 cùng tác dụng lên sợi dây, là cùng tác dụng lên một vật. Vậy chúng cùng điểm đặt. Hai lực đó cùng nằm trên một đường thẳng, đó là cùng nằm trên cái sợi dây. Vì vậy hai lực đó cùng phương nhưng ngược chiều nhau. Nếu hai lực đó có cùng độ lớn của lực F1 bằng với F2 thì sợi dây thừng đứng yên và ta gọi hai lực đó là hai lực cân bằng. Một, đi tìm hiểu về hai lực cân bằng và biết biểu diễn hai lực cân bằng. Phần 2, chúng ta đi tìm hiểu tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật, cụ thể là một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng, vật sẽ như thế nào. 3, tìm hiểu quán tính là gì, đó chính là mục tiêu của tiết 6 bài 5, sự cân bằng lực quán tính mà các em cần đạt được trong tiết học ngày hôm nay. Phần 1, về hai lực cân bằng, chúng ta hãy đi trả lời câu C1. Các em hãy kể tên các lực tác dụng lên. Nhất, quyển sách đặt trên mặt bàn. Và thứ hai là quả cầu treo trên sợi dây. Và thứ ba là quả bóng đặt trên mặt đất. Các lực tác dụng lên quyển sách đó là lực thứ nhất, trọng lực P. Các em đã biết tất cả mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của trọng lực P, đó là lực hút trái đất. Các vật luôn luôn có xu hướng rơi về phía trái đất nếu không có vật khác giữ nó lại, và chuyển động của các vật rơi từ trên xuống người ta gọi đó là chuyển động rơi tự do. Ở đây quyển sách không rơi xuống mặt đất do có cái bàn đỡ nó lại, vậy quyển sách còn chịu tác dụng của một lực thứ hai nữa, đó là lực nâng của mặt bàn, ký hiệu vector lực đó là N. Bây giờ ta định đi phân tích các lực tác dụng lên quả cầu. Thứ nhất vẫn là trọng lực P tác dụng lên quả cầu. Lực thứ hai chính là lực kéo của sợi dây hướng lên trên. Các lực tác dụng lên quả bóng cũng vậy. Lực thứ nhất là trọng lực P. Lực thứ hai chính là lực nâng của mặt đất N. Khi vật ở trạng thái đứng yên thì cặp lực tác dụng lên vật có đặc điểm gì? Ở đây quyển sách, quả cầu, quả bóng đang ở trạng thái đứng yên thì các cặp lực tác dụng lên quyển sách, quả cầu, quả bóng đó là các cặp lực cân bằng. Vận dụng kiến thức của bài học ngày hôm trước, các em đi biểu diễn các cặp lực cân bằng P và N tác dụng lên quyển sách. Biết rằng quyển sách có trọng lượng là 3 newton. Trước tiên, mình hãy nhận xét về điểm đặt, phương, chiều, độ lớn của hai lực cân bằng trên. Qua ví dụ hai đội kéo co, các em đã biết hai lực cân bằng nó có những yếu tố nào giống và khác nhau. Trước tiên, nó giống nhau về điểm đặt, cùng điểm đặt. Về độ lớn, cùng độ lớn. Về phương, cùng phương, nhưng chiều ngược nhau. Vậy ở đây chúng ta hãy biểu diễn trọng lực P trước, còn lực N ta sẽ suy ngược lại. Trọng lực P là lực hút trái đất nên điểm đặt đặt vào tâm của vật, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và độ lớn là 3 newton. Vậy hãy chọn tỉ xích là 1 newton. Hãy vẽ mũi tên biểu diễn trọng lực P. Ta vẽ mũi tên quay xuống dưới có chiều dài mũi tên là 3 đoạn. Như vậy
ứng với độ lớn của trọng lượng là 3 Newton. Vì lực N là lực nâng của mặt bàn, nó cân bằng với trọng lực P, nó cùng điểm đặt với trọng lực P, cùng độ lớn với trọng lực P, cùng phương nhưng chiều ngược nhau. Vậy hãy vẽ mũi tên thứ hai biểu diễn lực nâng của mặt bàn N. Ta vẽ một mũi tên cùng phương, cùng cái độ dài nhưng ngược chiều nhau, và lực N là biểu diễn lực nâng của mặt bàn. Như vậy chúng ta đã biểu diễn được cặp lực cân bằng P và N tác dụng lên quyển sách có trọng lượng là 3 Newton. Tiếp theo, chúng ta lại đi biểu diễn cặp lực cân bằng P và ép kéo tác dụng lên quả cầu có trọng lượng là 0,5 Newton. Tương tự như vậy, ta cũng biểu diễn trọng lực P trước, chọn tỉ xích là 0,25 Newton ứng với 1 cm. Vậy trọng lượng của quả cầu là 0,5 Newton. Ta hãy vẽ là hai đoạn vectơ trọng lực P. Chúng ta vẽ quay xuống dưới phương thẳng đứng và có độ dài là hai đoạn. Đây là vectơ lực P. Vậy lực kéo của sợi dây biểu diễn thế nào? Lực kéo của sợi dây là lực cân bằng với lực trọng lực P. Vì vậy, mũi tên thứ hai ta cũng vẽ theo phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, và cũng vẽ hai đoạn. Như vậy, các em đã biểu diễn xong cặp lực cân bằng P và ép kéo tác dụng lên quả cầu có trọng lượng 0,5 Newton. Tiếp theo, hãy biểu diễn cặp lực cân bằng P và N tác dụng lên quả bóng, biết rằng quả bóng có trọng lượng 5 Newton. Ta cũng biểu diễn trọng lực P trước, nhưng tỉ xích ta chọn khác với hai ví dụ trên. Do trọng lượng P là 5 Newton, vậy ta chọn tỉ xích 1 cm ứng với 1 Newton. Biểu diễn vectơ trọng lực P là một mũi tên quay xuống dưới về có phương thẳng đứng và độ dài ta vẽ 5 đoạn ứng với 5 Newton. Tương tự vậy, ta vẽ lực nâng N là cặp lực là lực cân bằng với lực P quay hướng lên trên. Như vậy, chúng ta đã biểu diễn xong cặp lực cân bằng P và N tác dụng lên quả bóng có trọng lượng 5 Newton. Kết luận, hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật cùng điểm đặt, có cùng cường độ, cùng nằm trên một đường thẳng, cùng phương nhưng ngược chiều nhau. Vậy dưới tác dụng của hai lực cân bằng thì những vật đang đứng yên sẽ như thế nào? Các em biết từ lớp 6 rồi, dưới tác dụng của hai lực cân bằng thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên. Vận tốc của vật lúc này luôn luôn bằng 0. Vậy vận tốc của vật luôn luôn bằng 0 thì ta có nhận xét là vận tốc của vật không thay đổi về độ lớn. Các em đã biết vận tốc của vật chỉ thay đổi khi nào? Vận tốc của vật chỉ thay đổi khi có lực tác dụng lên vật. Vậy khi có hai lực cân bằng tác dụng lên một vật, vật đó đang ở trạng thái đứng yên hoặc đang chuyển động, thì vận tốc của vật có thay đổi không? Ở phần này ta không làm thí nghiệm, ta hãy suy luận ra. Trường hợp lực cân bằng tác dụng lên vật đang đứng yên thì ta có nhận xét là vận tốc của vật không thay đổi. Từ đó ta suy ra các lực cân bằng tác dụng lên một vật đang chuyển động thì vận tốc của vật cũng không thay đổi. Như vậy, dựa vào tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang đứng yên, ta suy luận ra tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động thì vận tốc của vật sẽ không thay đổi, mà chuyển động có vận tốc không thay đổi, đó là chuyển động đều. Ta kết luận, một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Chuyển động này
được gọi là chuyển động theo quán tính. Các em chú ý, không phải chỉ có hai lực cân bằng, nếu vật chịu tác dụng của cặp lực cân bằng thì vật cũng không thay đổi vận tốc. Nếu một vật chịu tác dụng của các lực cân bằng thì vật có thể ở các trạng thái nào? Các em chú ý để làm bài tập. Ta đã rút ra kết luận là nếu một vật chịu tác dụng của các lực cân bằng thì vật ở hai trạng thái, đó là trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động thẳng đều. Vì cặp lực cân bằng tác dụng lên một vật đang đứng yên, vật sẽ tiếp tục đứng yên. Cặp lực cân bằng tác dụng lên vật đang chuyển động thì vật sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều theo quán tính. Vậy nếu một vật chịu tác dụng của một lực hoặc các lực không cân bằng thì vận tốc của vật chắc chắn sẽ thay đổi. Vận tốc của vật chỉ không thay đổi khi vật chịu tác dụng của các lực cân bằng mà thôi. Chúng ta sang phần 25 mã quán tính. Các em đã biết khi có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ thay đổi. Vậy lực tác dụng lên một vật có làm vật thay đổi vận tốc đột ngột không? Chúng ta đi nhận xét các hiện tượng sau đây. Xe ô tô, tàu hỏa khi bắt đầu chuyển động có thể đạt ngay được vận tốc lớn không? Hoặc xe tải đang chạy nhanh, nếu ta thắng gấp, liệu xe có dừng ngay lại được không? Ta thấy rằng xe ô tô, tàu hỏa khi bắt đầu chuyển động thì không đạt ngay vận tốc lớn mà vận tốc của nó tăng dần. Xe tải đang chạy nhanh, nếu ta thắng gấp thì cũng không dừng ngay lại được mà vẫn trượt tiếp một đoạn rồi mới dừng lại. Ta có nhận xét như sau: khi có lực tác dụng lên vật thì mọi vật đều không thay đổi vận tốc đột ngột được. Đó là vì mọi vật đều có quán tính. Vậy quán tính là gì? Quán tính là cái tính giữ nguyên vận tốc của vật cả về hướng và độ lớn. Vật luôn luôn có xu hướng giữ nguyên vận tốc ban đầu, hay nói cách khác giữ trạng thái ban đầu. Nếu nó đang đứng yên, nó thích giữ trạng thái đứng yên, hoặc nó đang chuyển động, nó thích giữ trạng thái chuyển động. Vì vậy, khi có lực tác dụng đột ngột thì nó sẽ thay đổi vận tốc từ từ, nó không thể thay đổi vận tốc đột ngột được. Mọi vật dù lớn hay nhỏ đều có quán tính, vật có khối lượng càng lớn thì quán tính càng lớn. Sang phần 2, chúng ta đi vào phần vận dụng. Câu hỏi thứ nhất ở C6. Búp bê đang đứng yên trên xe, nếu bất chợt đẩy xe về phía trước, búp bê sẽ ngã về phía nào và giải thích tại sao? Các em quan sát. Nếu bất chợt đẩy xe, ta thấy búp bê ngã về phía sau. Vậy tại sao búp bê lại ngã về phía sau? Em thấy khi bất chợt đẩy xe là tác dụng lực đột ngột, thì chân búp bê nó di chuyển cùng với xe, nhưng thân búp bê chưa kịp chuyển động theo xe do có quán tính nên bị ngã về phía đằng sau. Sang câu C7, xe và búp bê đang chuyển động, nếu xe bất chợt dừng lại, búp bê sẽ ngã về phía nào? Theo quan sát nghiệm, chúng ta thấy búp bê sẽ ngã về phía trước. Vậy tại sao? Câu C7 được giải thích như sau: khi ta bất chợt dừng xe thì chân búp bê dừng lại cùng với xe, nhưng thân búp bê chưa kịp dừng lại cùng xe mà vẫn chuyển động về phía trước do búp bê có quán tính. Vậy búp bê sẽ bị ngã về phía trước. C8, trong sách giáo khoa, hãy dùng khái niệm quán tính để giải thích các hiện tượng sau đây. A. Khi ô tô đột ngột rẽ phải, hành khách bị nghiêng về bên trái. B. Khi nhảy từ bậc cao xuống, chân ta bị gập lại. C. Bút tắc mực, ta vẩy mạnh, bút lại có thể viết tiếp. D. Khi cán búa lỏng, có thể làm chặt lại.
trên tờ giấy mỏng, giật nhanh tờ giấy ra khỏi đáy ly, thì ly nước vẫn đứng yên. Các hiện tượng ở câu C8 các em đã bắt gặp trong đời sống hàng ngày. Cô chỉ giải thích cho các em rõ hai hiện tượng. Các hiện tượng còn lại, các em tự giải thích và trả lời cho cô trong tiết học tuần sau. Câu A, khi ô tô đột ngột quẹo phải, thì hành khách bị nghiêng về bên trái. Tại sao lại như vậy? Ta thấy, khi ô tô đột ngột quẹo phải, thì chân hành khách chuyển động về bên phải cùng với xe. Còn phần thân trên thì sao? Phần thân trên chưa kịp chuyển động theo cùng với chân. Tại sao vậy? Là do có quán tính, nên hành khách bị nghiêng về bên trái. Câu E, đặt một ly nước trên tờ giấy mỏng, giật nhanh tờ giấy khỏi đáy ly, thì ly nước vẫn đứng yên. Các em hãy làm thí nghiệm này ở nhà. Và chú ý cho cô, chúng ta nên đổ ly nước, nó nhiều nước. Vậy tại sao? Các em hãy trả lời trong tiết học tuần sau cho cô. Khi giật nhanh tờ giấy khỏi đáy ly, có nghĩa là tờ giấy chuyển động đột ngột. Còn ly nước thì sao? Ly nước chưa chuyển động theo kịp cùng tờ giấy, vì ly nước có quán tính. Vì vậy, ly nước vẫn đứng yên. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Các em về nhà, chép bài, học bài, làm bài tập trong file Word, chuẩn bị bài học tuần sau, lực ma sát. Cô chào các em.